Hôm nay tại quận Thốt Nốt, Trung ương Đoàn phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức ngày hội chiến sĩ qua phượng đỏ năm 2022. Và Cần Thơ là một trong ba địa phương cùng với thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên được Trung ương Đoàn chọn tổ chức điểm cấp tỉnh để tuyên truyền và lan tỏa ý nghĩa của ngày hội này. Tham dự có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn và chị Lưu Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Phát biểu tại ngày hội, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, ngày hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức rộng khắp, thiết thực dành cho đối tượng học sinh. Các hoạt động tập trung 6 nhóm nội dung chính, gồm hỗ trợ công tác dạy và học, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, hoạt động nâng cao năng lực số cho học sinh, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, định hướng nghề nghiệp, công tác phát triển lực lượng tổ chức đoàn hội các cấp. Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã tặng 1 tỷ đồng cho tuổi trẻ thành phố Cần Thơ để hỗ trợ vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế, tặng một công trình thanh niên cho quận Đoàn Thốt Nốt trị giá 70 triệu đồng, đồng thời tặng 40 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau buổi lễ phát động, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già trẻ em mồ côi không nơi nương tựa quận Thốt Nốt, các bạn tình nguyện viên tại trường tiểu học Thuận An 1.